Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả phát sóng hàng ngày trên VTC14. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ảnh hưởng từ thiên tai, nhiều cây cầu dân sinh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang xuống cấp nghiêm trọng. Phản ánh của khán giả Trần Mạnh Hải có số 0979 3 số cuối 789. Liên tiếp các vụ tai nạn lao động xảy ra liên quan đến máy xay, gióng lên hồi chuông cảnh báo mất an toàn về thiết bị này. Phản ánh của khán giả Trần Ngọc Liên có số 0338 3 số cuối 522. Cà Mau tăng cường tuần tra kiểm soát các hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp. Phản ánh của khán giả Nguyễn Thu Hằng có số điện thoại 0975 3 số cuối 663. Giáng sinh đang đến gần, không khí chuẩn bị chào đón ngày lễ lớn trong năm đang rất khẩn trương tại vùng theo đạo của Nam Định. Chia sẻ của khán giả Minh Vũ có số 0912 3 số cuối 950. Làng nghề cá khô Cái Đôi Vàng, Phú Tân, Cà Mau nhộn nhịp vào mùa khô Tết. Chia sẻ của khán giả Đinh Mạnh Lương có số 0988 3 số cuối 882. Thưa quý vị, mỗi khi mùa mưa bão về thì các hộ dân sinh sống và sản xuất ở tổ dân phố Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh lại phải đối mặt với hiểm họa rình rập khi đi qua những cây cầu tạm và cây cầu dân sinh đã xuống cấp trầm trọng. Theo phản ánh của khán giả Trần Mạnh Hải có số 0979 3 số cuối 789, dù người dân đã chủ động tìm biện pháp gia cố, tuy nhiên đây đều là những giải pháp trước mắt. Là phường có địa bàn rộng, dân số đông, thu nhập và đời sống chủ yếu dựa vào sản nông, lâm nghiệp. Nhiều năm do tác động bởi thiên tai, nhiều cây cầu dân sinh qua suối đã bị hư hỏng nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, đời sống của dân cư trên địa bàn. Qua tìm hiểu, hiện trên địa bàn tổ dân phố Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh có nhiều cây cầu tạm bị xuống cấp nghiêm trọng. Bên cạnh đó, do lòng cầu hẹp, tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra, thậm chí đã có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đây. Đặc biệt, cây cầu tạm này không có mố cầu, lan can. Theo nhiều người dân địa phương, dù phải đối mặt với nguy hiểm khi đi qua cầu, nhất là vào mùa mưa lũ, nhưng bà con nhân dân và các em học sinh cũng phải đành chấp nhận vì không còn con đường nào lưu thông khác. Để đáp ứng nhu cầu đi lại, bà con đã phải tự đóng góp mua ống bê tông về ghép lại với nhau, cùng với một phần kinh phí hỗ trợ của phường để làm cầu tạm như hiện nay. Việc xây dựng cây cầu kiên cố thay thế cầu tạm là rất cấp bách, nhưng địa phương không đủ nguồn lực để thực hiện. Sau nhiều năm sử dụng, những cây cầu đã xuống cấp, tất cả trụ cột đều hoen rỉ. Thậm chí đoạn giữa cầu đã bị nứt khoảng từ 20 đến 30 cm, không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại. Qua nhiều lần tiếp xúc cử tri, người dân đã kiến nghị với cấp trên về mong muốn có được cây cầu mới, nhưng nhiều năm nay vẫn chưa được giải quyết. Còn gần 2 tháng nữa mới đến Tết Tân Sửu, nhưng ngày qua, trên nhiều tuyến đường của Khánh Hòa đã xuất hiện cảnh người dân vận chuyển cây cảnh bằng xe máy đưa đi bán dạo. Theo phản ánh của khán giả Nguyễn Văn Toàn có số 0912 và số cuối 456, rất nhiều người chạy xe với tốc độ cao và không đảm bảo an toàn. Hình ảnh được ghi lại trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Những ngày này thường xuyên xuất hiện nhiều người chạy xe máy buộc phía sau những gốc cây cảnh lớn di chuyển nhanh trên đường, vừa chạy vừa giao bán bằng chiếc loa phóng thanh. Những chiếc xe này chạy với tốc độ khá nhanh, cây nọ nối tiếp cây kia liên tục xuất hiện. Và do chở quá cồng kềnh lại vừa chạy vừa lạng lách khiến người đi xe máy phải giật mình né tránh, gây mất an toàn giao thông trên quốc lộ. Tình trạng chở quá tải quá khổ của những người bán cây cảnh Tết rất cần được ngành chức năng giao thông tỉnh quan tâm, tuyên truyền nhắc nhở. Những ngày qua, mặc dù trời mưa nặng hạt, trời rét, nhưng đông đảo người dân ở nhiều địa phương của tỉnh Hà Tĩnh vẫn hăng hái ra quân phá bờ thửa nhỏ thành ô thửa lớn để làm cánh đồng mẫu lớn với hy vọng hiệu quả sản xuất trong năm tới sẽ tăng cao. Trên nhiều cánh đồng sản xuất lúa của bà con nông dân, hàng trăm người dân ở nhiều địa phương của tỉnh Hà Tĩnh đang sôi nổi ra quân phá bờ thửa nhỏ để tập trung ruộng đất làm cánh đồng lớn. Băng rôn, khẩu hiệu, cờ hoa treo gập cánh đồng như tiếp thêm sức mạnh để người dân hăng say làm việc. Trong không khí nao nức, ai nấy đều tin tưởng vào hiệu quả của chủ trương của cách mạng lớn mà địa phương đang triển khai. Theo bà con nông dân, việc phá bờ thửa thì tăng diện tích hơn trước,
lại không phải làm cỏ bờ như các năm khác, nên tiết kiệm được nhiều ngày công. Bên cạnh đó, phá bờ thừa nhỏ, không còn chỗ trú ẩn cho chuột bọ, nên đỡ bị chuột phá hại và việc cày bừa lấy nước cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Để triển khai phá bờ thừa nhỏ làm cánh đồng lớn, trước đó các thôn xóm đã tổ chức họp chi bộ để ban hành nghị quyết và sau đó triển khai họp thôn để tuyên truyền chủ trương cho bà con nhân dân. Đồng thời, tổ chức cho một số người đi tham quan các mô hình đã triển khai trên các địa bàn của địa phương khác nhằm giúp bà con thấy được hiệu quả và đồng thuận triển khai. Ngoài sự hỗ trợ của xã, nhiều địa phương đã có chính sách hỗ trợ để bà con nông dân tiếp sức cho các địa phương triển khai cuộc cách mạng tập trung ruộng đất. Các địa phương ở Hà Tĩnh phấn đấu sẽ hoàn thành kế hoạch phá bờ thừa nhỏ thành ô thừa lớn để bước vào vụ sản xuất vụ xuân năm 2021. Trong thời đại công nghiệp, để phục vụ các nhu cầu sản xuất và sinh hoạt trong cuộc sống thì nhiều loại máy móc đã ra đời, giúp người dân tiết kiệm công sức và tăng năng suất công việc. Tuy nhiên, do mọi thứ máy móc đều dùng điện và khá sắc nhọn nên chỉ cần một phút lơ là, bất cẩn, tai nạn đau lòng đều có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trong thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc kinh hoàng đối với các loại máy xay, máy cắt. Dù có khác nhau về nguyên nhân hay dạng máy móc nhưng tự chung lại đều để lại những tổn thương to lớn cả về thể chất cũng như tinh thần cho nạn nhân. Vụ tai nạn gần đây nhất xảy ra vào chiều ngày 13 tháng 12. Một người phụ nữ 32 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu, làm nghề bán chải cá. Trong lúc xay cá bán thì không may tay bị trượt vào khay cuốn. Nữ bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bàn tay phải đau nhức dữ dội do bị cuốn vào máy xay cá. Các ngón tay bị xe nát, dính chặt bàn tay phải vào khay inox không lấy ra được. Nhanh chóng thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị tổn thương phức tạp, dập nát các ngón tay 1, 2, 3, 4, 5 và các xương ngón tay phải còn kẹt ở trong máy xay, rất nguy hiểm. Sau khi được xử lý cấp cứu, cùng lúc thực hiện các xét nghiệm, bệnh nhân được chuyển đến phòng phẫu thuật. Tại đây, ekip đã cẩn trọng tháo rời từng bộ phận chiếc máy xay, thực hiện gỡ bàn tay bệnh nhân ra khỏi máy để tiến hành cắt lọc mô dập nát. Qua đó nhận thấy bàn tay phải vết thương dập nát nghiêm trọng, từ ngón 1 đến ngón 5. Vết thương phức tạp, các bộ phận gân cơ xương và mạch máu ngón tay bị tổn thương nặng nề, không thể phục hồi. Nên các bác sĩ đã quyết định tháo tất cả các ngón để làm mỏm cụt tới khớp bàn tay ngón, cố định và bảo tồn được ngón số 5 và các xương bàn tay phải. Hiện tại bệnh nhân đã ổn định, được tiếp tục theo dõi và điều trị tại trung tâm chấn thương chỉnh hình. Còn đây là bệnh nhân 46 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long. Theo người nhà bệnh nhân, chiều ngày 30 tháng 11, trong lúc vệ sinh máy xay thịt, thì bệnh nhân đã rút nhầm phích cắm và bị chiếc máy cuốn dập bàn tay. Theo đó, bệnh nhân nhanh chóng được đưa đến trạm y tế với bàn tay trái bị nghiền nát. Sau khi sơ cứu, chị được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ để cấp cứu. Nữ bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng các ngón tím tái, đau nhức dữ dội, đang vướng khay inox dính chặt vào tay không thể lấy ra được. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị tổn thương dập nát 4 ngón bàn tay trái. Thực tế bên y khoa thì cũng đã có những cái trường hợp như là chuyển ghép ngón chân lên để tái tạo thành ngón cái. Thì ngón cái là cái chức năng rất quan trọng, chiếm 50% của bàn tay. Thì còn cái ngón, nếu mình tái tạo được ngón cái thì cái ngón cái phối hợp với ngón năm cũng có khả năng mình cầm ly, có thể sinh hoạt một số những cái động tác mà nó tương đối cơ bản. Phẫu thuật đó thì nó đòi hỏi những kỹ thuật rất là cao. Thực ra từ trước đến giờ thì ở bệnh viện mình chưa làm, nhưng mà các cái đội ngũ phẫu thuật viên về vi phẫu thì khả năng đó thì cũng có thể làm được. Nhưng mà cái phải có sự phối hợp của bệnh nhân, tức là bệnh nhân phải quyết tâm làm. Tại vì cuộc mổ có thể kéo dài rất là lâu, 8 tiếng, 10 tiếng. Liên tiếp nhiều vụ tai nạn lao động từ máy xay gây ra, các bác sĩ khuyến cáo người dân khi làm việc tiếp xúc với các loại máy công nghiệp như bóc gỗ, xay thịt, cắt cỏ cần hết sức cẩn thận, nên trang bị bảo hộ lao động, đầu tóc quần áo phải gọn gàng, bởi những loại máy này đều có tính gây sát thương cao khi gặp tai nạn bất ngờ. Nếu không may gặp chấn thương trong những trường hợp bệnh nhân bị mất máu quá nhiều
gia đình cần thực hiện một số biện pháp sơ cứu tạm thời như loại bỏ dị vật ở trên vết thương nếu có thể. Tuyệt đối không cố gắng loại bỏ các dị vật quá lớn hoặc đâm quá sâu. Sau đó cần nhanh chóng đưa bệnh nhân đến bệnh viện hoặc cơ sở y tế nơi gần nhất để cấp cứu, tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra. Nhằm đảm bảo cho các chủ tàu cá thực hiện tốt khuyến nghị của EC về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp và không khai báo theo quy định, thời gian qua các ngành liên quan và chính quyền địa phương huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã tăng cường các biện pháp quản lý tàu cá trên địa bàn huyện. Theo thống kê của ngành chuyên môn, huyện Trần Văn Thời có gần 1.050 phương tiện khai thác biển thuộc diện bắt buộc phải lắp các thiết bị giám sát hành trình tàu cá. Qua tuyên truyền, vận động của các ngành, các cấp về mục đích, ý nghĩa của việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá nhằm giúp các chủ phương tiện theo dõi, quản lý được phương tiện của mình trong quá trình hoạt động, khai thác, đánh bắt thủy hải sản trên biển và chủ động trong việc ứng phó với bão, áp thấp nhiệt đới trên biển. Nên nhiều chủ phương tiện đã thực hiện tốt việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá, hạn chế tình trạng tàu cá xâm phạm vùng biển nước ngoài, dẫn đến việc bị bắt giữ. Đến nay, toàn huyện có hơn 880 phương tiện đã lắp đặt thiết bị theo dõi. Số còn lại được các ngành liên quan tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con ngư dân thực hiện việc lắp đặt. Đến nay thì về cơ bản, tỉnh Cà Mau đã hoàn thành lắp đặt là thiết bị giám sát hành trình tàu cá cho những cái tàu cá mà khó hoạt động khai thác thủy sản ở trên biển. Nhìn chung thì cơ bản đã quản lý được cái tàu cá, giám sát được cái tàu cá hoạt động ở trên biển. Kịp thời phát hiện những cái tàu cá mà vi phạm, ví dụ vượt ranh giới cho phép trong vấn đề khai thác, rồi kêu gọi có các cái giải pháp phối hợp với các lực lượng chức năng là kêu gọi tàu là thuyền trưởng, là chủ tàu để quay về trong bờ. Và ngoài ra thì cũng sử dụng cái dữ liệu này để phục vụ cho cái công tác là tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, phòng chống thiên tai, phòng chống lụt bão. Trong chuyến làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau liên quan đến tình hình triển khai công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp và không khai báo theo quy định, gọi tắt là IUU theo khuyến nghị của EC, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có chuyến kiểm tra thực tế tại cảng cá Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời. Qua kiểm tra thực tế, đoàn đánh giá cao ban quản lý cảng cá Sông Đốc và các ngành liên quan trong việc triển khai thực hiện tốt các nội dung theo khuyến nghị của EC. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề của các ngành liên quan và địa phương cần quan tâm trong thời gian tới. Số lượng tàu cá mà vào chỗ cảng cá Sông Đốc là hiện nay thì cũng còn chưa đảm bảo tới 100%. Một số cái tàu cá vẫn còn ra các cái cảng cá tư nhân hoặc là những cái điểm lên cá khác, thì đề nghị ban quản lý cảng cá có biện pháp để kiểm soát cái sản lượng lên bến cũng như kiểm soát cái hồ sơ tàu cá. Và một cái nữa liên quan đến cái ghi chép sổ nhật ký khai thác, mặc dù bà con cũng nhận thức khá tốt, cũng ghi chép sổ nhật ký, tuy nhiên là cái số lượng cũng như là cái việc mà ghi chép vẫn còn sai sót, thì đề nghị là phải rà soát để mà hướng dẫn bà con dân để ghi đúng chính xác cái sổ nhật ký khai thác để đảm bảo cái truy xuất nguồn gốc. Và khi kiểm tra trên cái hệ thống giám sát hành trình ấy, thì vẫn còn cái hiện tượng là tàu cá từ 15 mét trở lên khai thác sai vùng, là vẫn còn khai thác ở vùng bờ với vùng lộng, thì cái này cần phải rà soát và có những cái hướng dẫn và xử lý nghiêm bà con để khai thác đúng theo quy định của pháp luật. Cụ thể, cũng trong thời gian tới, các ngành các cấp tiếp tục tuyên truyền, vận động các chủ tàu cá thực hiện việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định và tăng cường giám sát quá trình hoạt động khai thác đánh bắt thủy sản trên biển đối với các phương tiện này, nhằm thực hiện tốt các khuyến nghị của EC về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp và không khai báo theo quy định. Lễ Giáng sinh, một ngày lễ lớn của những người theo đạo. Theo niềm tin của tín hữu Kitô giáo, Chúa Giêsu được sinh ra trong hang Bethlehem, nên hang đá Giáng sinh là dấu chỉ luôn gợi đến việc Thiên Chúa đã làm người và nhập thể của bé thơ sinh ra trên trần gian. Nên cứ vào dịp trung tuần tháng 12 dương lịch về sứ đạo Nam Định sẽ bắt gặp
khắp các nhà thờ, các đường thôn quê, những hang đá được dựng lên. Một không khí khẩn trương, tất bật của các giáo dân đang gấp rút hoàn thành những công trình nhà Chúa để đón mừng ngày lễ trọng đại này. Clip được khán giả Minh Vũ có số 0912 và số cuối 950 cung cấp đến chương trình. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Tỉnh Nam Định có gần 700 nhà thờ Công giáo thuộc hai giáo phận Bùi Chu và giáo phận Hà Nội. Tập trung chủ yếu ở giáo phận Bùi Chu gồm 157 giáo xứ và 438 giáo họ. Ngoài những nhà thờ này thì ở các đường phố, đường quê, các hang đá được dựng lên để tôn kính Chúa Giêsu hài đồng. Tất cả các giáo dân đều chung đức tin gửi gắm vào Chúa. Hầu hết các hang đá được trưng bày rất phong phú và đa dạng, tùy theo quan niệm cũng như truyền thống văn hóa của mỗi dân tộc. Thường dựng bằng màng tranh, màng rơm. Nhưng cho dù bất cứ hình thức nào, thì mọi cách trưng bày về hang đá đều mang một nội dung. Đó là trình bày quang cảnh mầu nhiệm Chúa Giáng sinh, thể hiện nỗi cơ cực và khổ đau của Chúa ngay từ khi còn nhỏ, để cứu nhân loại. Hang đá với cỏ khô, với những chú cừu. Chú Hài Đồng là tượng nhỏ nhất trong hang đá, nhưng lại là trung tâm điểm của hang đá, được đặt trong một cái máng ăn của loài vật, lót đầy cỏ khô. Chú Hài Đồng cũng được quấn bằng một chiếc khăn màu trắng. Chiếc máng ăn của chiên bò và nắm cỏ khô lót trên tượng trưng cho sự nghèo hèn tột độ của Chúa. Ngài nghèo đến độ chẳng có gì là tài sản của mình. Còn chiếc khăn quấn trắng Chúa Hài Nhi Giê-xu là dấu hiệu báo trước. Chiếc khăn sẽ niệm xác Ngài sau khi Ngài chết trên núi Sọ vì tội lỗi của nhân loại. Tượng Đức Mẹ Maria, xung quanh có những chú cừu lửa, tượng ba vua, một số thiên thần, Thánh Giuse và trên mái nhà có ánh sáng chiếu từ một ngôi sao hướng dẫn ba vua tìm về với hang đá. Mọi Kitô hữu đều hiểu rõ ý nghĩa của hang đá Bethlehem và những tượng mà chúng ta đặt trong đó. Vào đêm 24 tháng 12, tại các giáo đường, người dân trên những mảnh đất này đều hướng về Chúa nhân từ, cầu nguyện Chúa cứu rỗi cho nhân loại, tránh khỏi chiến tranh, nghèo đói và bất hạnh, trưởng thành trong sức năng động của đức tin Kitô Thiên Chúa. Giáng sinh trước hết là một dịp đoàn tụ gia đình, để mỗi người nói lên tình yêu và tỏ sự quan tâm tới những người thân trong gia đình, họ hàng và với bạn bè hàng xóm, để mọi người cùng nguyện cầu hân hoan đón nhận hồng ân của Chúa. Thưa quý vị, làng Khô Biển, Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, Cà Mau đang bắt đầu rộn ràng vào vụ sản xuất quan trọng nhất trong năm. Những ngày này, nếu có dịp đến với nơi đây, sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh những mẻ cá khô trải dài, phơi dưới nắng với đa dạng các loại khô. Mùa khô Tết một lần nữa lại về với xứ biển. Ghi nhận của khán giả Đinh Mạnh Lương có số 0988 và số cuối 882. Mời quý vị theo dõi. Có thâm niên gần 15 năm gắn bó với nghề làm cá khô ở thị trấn Cái Đôi Vàm, chị Thái Thị Phấn cho biết, thông thường tháng cận Tết, gia đình chị làm khô từ khoảng 10 đến 20 tấn cá, lợi nhuận trên 100 triệu đồng. Để giữ uy tín trên thị trường, chị Phấn luôn chú ý đảm bảo an toàn thực phẩm trong từng công đoạn làm khô, bảo đảm chất lượng và giá cả phải chăng. Mình cũng như ngon thì mình làm, mình phơi cho nó đặng nắng á. Nó muốn cá nó tươi thì nó đặng nắng thì nó ngon. Mình ăn thua mình ốp, làm lạc thì nó ngon. Thị trấn Cái Đôi Vàm có gần 200 doanh nghiệp và hộ dân sản xuất, kinh doanh sản phẩm cá khô. Những mặt hàng đặc trưng của Cái Đôi Vàm là khô khoai, cá đù, cá hố, khô tôm tích, cá mai. Giá dao động từ 100 đến 400 ngàn đồng 1 kg tùy loại, trong đó khô cá khoai là loại đặc trưng nhất. Với nhu cầu tăng cao của khách hàng trong và ngoài tỉnh, làng nghề cá khô cũng hoạt động ngày càng nhộn nhịp, mang lại việc làm và thu nhập ổn định cho bà con ở địa phương. Rửa cá rồi người ta mặn rồi mình muối,
muối rồi sáng đem đi phơi. Giờ một ngày cũng 100 ngoài. Hiện nay, các mặt hàng khô ở thị trấn Cái Đôi Vàm đã đến nhiều nơi trong, ngoài tỉnh và được khách hàng rất ưa chuộng. Bên cạnh việc phát triển thị trường, tăng sản lượng chế biến để phục vụ nhu cầu ngày càng nhiều của người tiêu dùng, các cơ sở chế biến khô còn đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng thương hiệu, chú ý đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm gìn giữ uy tín, thương hiệu khô của địa phương cũng như bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Phần cuối chương trình, mời quý vị điểm lại các clip đã phát trong hôm nay. Mỗi khi mùa mưa bão về, các hộ dân sinh sống và sản xuất ở tổ dân phố Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh lại phải đối mặt với hiểm họa rình rập khi đi qua những cây cầu tạm và cầu dân sinh đã xuống cấp trầm trọng. Qua nhiều lần tiếp xúc cử tri, người dân đã kiến nghị với cấp trên về mong muốn có được cây cầu mới, nhưng nhiều năm nay vẫn chưa được giải quyết. Phản ánh quán giả Trần Mạnh Hải, số điện thoại 0979 3 số cuối 789. Còn gần đến 2 tháng nữa mới đến Tết Tân Sửu, nhưng những ngày vừa qua, trên nhiều tuyến đường của Khánh Hòa đã xuất hiện cảnh người dân vận chuyển cây cảnh bằng xe máy đưa đi bán dạo. Do các xe máy chạy quá nhanh khiến các gốc cây cảnh trông chẳng khác gì như bay trên đường. Cây này nối tiếp cây kia liên tục xuất hiện, và do chở quá cồng cành lại vừa chạy vừa lạc lách, khiến người đi xe máy phải giật mình né tránh, gây mất an toàn giao thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Phản ánh của khán giả Nguyễn Văn Toàn, số điện thoại 0912 3 số cuối 456. Dù trời mưa nặng hạt, trời rét, nhưng đông đảo người dân ở nhiều địa phương của tỉnh Hà Tĩnh vẫn hăng hái ra quân phá bờ thửa nhỏ thành ô thửa lớn để làm cánh đồng mẫu. Để triển khai phá bờ thửa nhỏ làm cánh đồng lớn, trước đó các thôn xóm đã tổ chức họp chi bộ để ban hành nghị quyết và sau đó triển khai họp thôn để tuyên truyền chủ trương cho bà con nhân dân. Phản ánh của khán giả Nhật Bảo, số điện thoại 0919 3 số cuối 199. Trong thời đại công nghiệp, để phục vụ các nhu cầu sản xuất và sinh hoạt trong cuộc sống, nhiều loại máy móc đã ra đời giúp người dân tiết kiệm công sức và tăng năng suất công việc. Tuy nhiên, do mọi thứ máy móc đều dùng điện và khá sắc nhọn, nên chỉ cần một phút lơ là bất cẩn, tai nạn đau lòng đều có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trong thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc kinh hoàng đối với các loại máy xay, máy cắt. Dù có những khác nhau về nguyên nhân hay dạng máy móc, nhưng tiểu chung lại đều để lại những tổn thất to lớn cả về thể chất lẫn tinh thần. Phản ánh của giả Trần Ngọc Liên, số điện thoại 0388 3 số cuối 522. Nhằm đảm bảo cho các chủ tàu cá thực hiện tốt khuyến nghị của EC về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp và không khai báo theo quy định, thời gian qua, các ngành liên quan và chính quyền địa phương huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã tăng cường các biện pháp quản lý tàu cá trên địa bàn huyện. Phản ánh của khán giả Nguyễn Thu Hằng, số điện thoại 0975 3 số cuối 663. Chương trình Góc nhìn khán giả hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Nếu có thông tin hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn. Hoặc có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.